Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, tổ tiên chúng ta từng tin rằng vũ trụ là một nơi đơn giản. Họ nhìn lên và thấy mặt trời, mặt trăng cùng muôn vàn vì sao chuyển động quanh trái đất, như thể hành tinh của chúng ta là trung tâm của mọi sự tồn tại. Đó là một suy nghĩ tự nhiên, bởi con người luôn có xu hướng đặt mình vào vị trí trung tâm của vạn vật. Thế nhưng, khi tri thức mở rộng, bức màn sự thật dần được vén lên. Chúng ta không phải là trung tâm của vũ trụ, mà chỉ là một phần nhỏ bé trong một thiên hà rộng lớn, ngân hà. Nhưng làm sao chúng ta biết được điều đó? Làm sao giữa vô vàn những ánh sao, chúng ta có thể xác định được vị trí của chính mình? Bầu trời đêm mang đến những manh mối đầu tiên. Nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy một vết sáng mở nhạt vật ngang bầu trời, một dải ngân hà chạy dài từ chân trời này sang chân trời khác. Chính nó tiết lộ sự thật quan trọng. Chúng ta đang sống bên trong một đĩa thiên hà, chứ không phải trong một cấu trúc hình cầu. Nếu thiên hà của chúng ta có hình cầu, các vì sao sẽ phân bố đều khắp bầu trời, thay vì tập trung thành một dải như vậy. Nhưng không dừng lại ở đó, dải sáng này còn cho thấy một điều đặc biệt. Nó chia bầu trời thành hai nửa gần như đối xứng, chứng tỏ trái đất và hệ mặt trời nằm gần mặt phẳng của thiên hà, chứ không ở rìa trên hay dưới của nó. Tuy nhiên, việc quan sát bầu trời đêm bằng mắt thường chỉ là bước đầu tiên. Để thực sự hiểu hình dạng của ngân hà, chúng ta cần đến những công cụ mạnh mẽ hơn. Những kính thiên văn vô tuyến đã giúp chúng ta thấy được những cấu trúc vô hình trong quang phổ, những nhánh xoắn ốc khổng lồ, tâm thiên hà rực rỡ với một lỗ đen siêu lớn và cả những làn sóng khí bụi bao trùm không gian. Những đài quan sát như Gaia của ESA đã lập bản đồ ba chiều của hơn 1 tỷ ngôi sao, hé lộ kết cấu chi tiết và vị trí tương đối của hệ mặt trời trong thiên hà. Nhưng nếu muốn nhìn ngân hà từ bên ngoài, điều đó vẫn là một giấc mơ xa vời. Để rời khỏi thiên hà và có một góc nhìn toàn cảnh, chúng ta cần di chuyển hàng chục nghìn năm ánh sáng. Trong khi đó, Voyager 1, vật thể nhân tạo đi xa nhất, sau gần nửa thế kỷ, vẫn chỉ mới vượt qua biên giới hệ mặt trời, chưa đến 0,02 năm ánh sáng. So với quy mô của ngân hà, đó chẳng khác nào một bước chân nhoi nhoi trên hành trình vô tận. Thế nhưng, khoảng cách khổng lồ đó không thể ngăn cản trí tuệ con người. Dù chưa thể du hành xa xôi, chúng ta vẫn có thể vẽ lên bức tranh toàn cảnh về ngân hà dựa trên ánh sáng, sóng vô tuyến và các dữ liệu thiên văn. Hành trình khám phá thiên hà của chúng ta không chỉ là câu chuyện về khoa học, mà còn là minh chứng cho khát khao vươn tới những chân trời xa xôi của nhân loại. Tôi là Kitten, và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào hành trình tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô vàn điều kỳ diệu. Vũ trụ trông như thế nào? Làm thế nào con người biết được vị trí của mình trong ngân hà rộng lớn này? Khi nhìn lên bầu trời đêm, có bao giờ bạn tự hỏi vũ trụ thực sự trông như thế nào? Liệu những vì sao kia có sắp xếp theo một trật tự nhất định, hay chỉ là những đốm sáng rải rác vô định? Hơn hai thế kỷ trước, một người đàn ông đã dám đặt câu hỏi đó và bắt đầu một hành trình không tưởng, lập bản đồ thiên hà của chúng ta. Đó là William Herschel, một nhà thiên văn lỗi lạc của thế kỷ 18, người không chỉ nổi tiếng với việc khám phá ra Thiên Vương Tinh vào năm 1781, mà còn là người đầu tiên cố gắng phác họa hình dạng của ngân hà. Vào thời điểm đó, chưa ai thực sự biết thiên hà của chúng ta có hình dạng gì. Một số giả thuyết cho rằng vũ trụ là một khoảng không vô tận với những ngôi sao trải rộng khắp nơi. Nhưng Herschel tin rằng có một cấu trúc nhất định chi phối cách các ngôi sao phân bổ, và ông quyết tâm tìm ra nó. Để thực hiện nhiệm vụ táo bạo này, Herschel đã sử dụng một trong những kính thiên văn mạnh nhất thời đại của ông, một thiết bị do chính tay ông chế tạo. Với sự hỗ trợ của em gái Caroline Herschel, ông đã chia bầu trời thành hơn 600 vùng quan sát, kiên trì lập danh mục hàng ngàn ngôi sao trong từng vùng. Bằng cách ghi lại mật độ sao trong mọi hướng, ông đi đến một kết luận mang tính cách mạng. Ngân hà không phải là một cấu trúc cầu tròn như nhiều người nghĩ, mà thay vào đó có dạng xoắn ốc phẳng rộng lớn. Tuy nhiên, bản đồ của Herschel còn một điểm sai sót lớn. Ông không biết rằng không gian giữa các vì sao không hoàn toàn trống rỗng, nó chứa đầy bụi liên sao, thứ đã chặn mất tầm nhìn của ông về vùng trung tâm thiên hà. Do đó, Herschel nhầm tưởng rằng khu vực trung tâm của ngân hà ít sao hơn thực tế và rằng hệ mặt trời nằm gần trung tâm thiên hà. Ngày nay, chúng ta biết rằng điều này không chính xác. Hệ mặt trời thực chất nằm cách tâm ngân hà khoảng 27.000 năm ánh sáng. Dù mắc phải sai lầm, đóng góp của Herschel vẫn là một bước tiến vượt bậc trong hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người có một hình dung khoa học về cấu trúc của thiên hà quê hương mình. Đó là một thành tựu không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn là một sự thay đổi mang tính triết học. Thay vì xem trái đất là trung tâm của mọi thứ, chúng ta bắt đầu hiểu rằng mình chỉ là một phần nhỏ trong một cấu trúc vĩ đại khổng lồ. Thế nhưng, đây mới chỉ là bước đầu trong hành trình khám phá ngân hà. Herschel đã đặt nền móng, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Thiên hà của chúng ta rộng lớn đến mức nào?
chúng ta có thực sự nằm ở trung tâm không? Và quan trọng nhất, liệu còn có những thiên hà khác ngoài kia? Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta cần bước sang một thời kỳ mới, một kỷ nguyên mà thiên văn học không còn chỉ dựa vào đôi mắt và kính thiên văn quang học, mà bắt đầu sử dụng những phương pháp đồ đạc chính xác hơn. Và tại đài quan sát Harvard vào đầu thế kỷ 20, một người phụ nữ đã sẵn sàng thay đổi hoàn toàn hiểu biết của nhân loại về vũ trụ. Khám phá của bà không chỉ làm sáng tỏ bản chất của ngân hà, mà còn mở ra một chân trời rộng lớn hơn bao giờ hết. Trong hành trình khám phá vũ trụ, mỗi ngôi sao đều có vai trò nhất định, nhưng không chỉ các thiên thể mới góp phần vào bức tranh rộng lớn ấy, mà còn có những bộ óc vĩ đại, những con người không biết mệt mỏi để giải mã những bí ẩn của vũ trụ. Một trong những bộ óc xuất sắc đó chính là Henrietta Swan Leavitt, nhà thiên văn học người Mỹ, người đã đặt nền móng cho việc đo lường khoảng cách thiên văn và giúp loài người định vị chính mình trong vũ trụ bao la. Công trình của Leavitt tập trung vào một loại sao đặc biệt gọi là sao biến quang Cepheid. Đây là những ngôi sao có độ sáng thay đổi theo chu kỳ, lúc sáng rực, lúc mờ dần theo một nhịp điệu cố định. Tại đài quan sát Harvard, Henrietta Swan Leavitt đã khám phá quy luật đồ khoảng cách vũ trụ khi nghiên cứu hàng nghìn ngôi sao biến quang Cepheid trong đám mây Magellan nhỏ. Khi so sánh chúng, bà nhận thấy một điều kỳ lạ. Các sao Cepheid có chu kỳ dao động dài hơn thì cũng sáng hơn. Vì tất cả các sao này nằm ở cùng một thiên hà vệ tinh của ngân hà, tức là có cùng khoảng cách đến trái đất, nên sự khác biệt về độ sáng của chúng không thể do khoảng cách gây ra, mà phải xuất phát từ chính bản chất của ngôi sao. Leavitt tiếp tục nghiên cứu và nhận ra rằng có một mối quan hệ toán học chặt chẽ giữa chu kỳ sáng, tối của sao Cepheid và độ sáng thực sự của nó. Cụ thể, nếu biết chu kỳ dao động của một ngôi sao Cepheid, tức là khoảng thời gian để nó sáng lên rồi mở đi, ta có thể suy ra độ sáng tuyệt đối của nó. Khi biết được độ sáng tuyệt đối và độ sáng quan sát được từ trái đất, ta có thể tính ra khoảng cách đến ngôi sao đó bằng công thức đơn giản của định luật nghịch đạo bình phương ánh sáng. Ánh sáng yếu đi theo khoảng cách, vì thế nếu ta biết nó sáng bao nhiêu ở gần, ta có thể suy ra nó ở xa đến mức nào. Phát hiện này trở thành một công cụ đo khoảng cách thiên văn vô cùng quan trọng. Trước đây, các nhà thiên văn chỉ có thể đo khoảng cách của các ngôi sao gần bằng phương pháp thi sai, một cách đo kém chính xác và chỉ áp dụng được trong phạm vi vài trăm năm ánh sáng. Nhưng nhờ quy luật của Leavitt, con người có thể đo khoảng cách đến hàng triệu năm ánh sáng, giúp các nhà khoa học xác định kích thước thực sự của vũ trụ. Edwin Hubble sau đó đã sử dụng phương pháp này để đo khoảng cách đến thiên hà Andromeda, chứng minh rằng vũ trụ không chỉ có ngân hà mà còn chứa vô số thiên hà khác. Ngày nay, sao Cepheid vẫn là một trong những thước đo vũ trụ quan trọng nhất, được sử dụng bởi các kính viễn vọng hiện đại như Hubble và James Webb để khám phá những thiên hà xa xôi. Phát hiện này được công bố vào năm 1908 và sau đó hoàn thiện vào năm 1912, ngày nay được gọi là định luật Leavitt. Nó đã mở ra một phương pháp hoàn toàn mới để đo khoảng cách trong vũ trụ. Chỉ cần độ chu kỳ dao động của một sao Cepheid, ta có thể suy ra độ sáng thực sự của nó, từ đó tính được khoảng cách đến nó. Đầu thế kỷ 20, phần lớn các nhà thiên văn tin rằng ngân hà chính là toàn bộ vũ trụ. Dù trên bầu trời xuất hiện những đốm sáng mở gọi là tinh vân xoắn ốc, nhiều người cho rằng chúng chỉ là một phần của ngân hà, giống như những đám mây khí và bụi trong thiên hà của chúng ta. Nhưng Edwin Hubble, một nhà thiên văn học trẻ tuổi đầy tham vọng, đã đặt câu hỏi, liệu những tinh vân này có thể là những thiên hà độc lập ở bên ngoài ngân hà không? Để kiểm chứng giả thuyết này, ông tìm kiếm các sao Cepheid trong tinh vân Andromeda, vật thể bí ẩn được cho là một phần của ngân hà. Khi phát hiện ra một Cepheid trong Andromeda, ông áp dụng định luật Leavitt để đo khoảng cách và kết quả đã làm rung chuyển nền thiên văn học. Hubble tính toán rằng Andromeda nằm cách trái đất khoảng 930.000 năm ánh sáng, sau này được điều chỉnh thành 2,5 triệu năm ánh sáng. Con số này quá lớn để Andromeda có thể thuộc ngân hà, chứng minh rằng nó thực chất là một thiên hà riêng biệt. Điều này có nghĩa là vũ trụ không chỉ giới hạn trong ngân hà, mà còn bao gồm vô số thiên hà khác. Khám phá của Hubble, dựa trên nền tảng do Leavitt đặt ra, đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận vũ trụ. Từ một hệ thống đơn lẻ trở thành một không gian bao la với hàng tỷ thiên hà. Mặc dù Leavitt không trực tiếp đo khoảng cách đến các thiên hà, nhưng công trình của bà đã đặt nền móng cho việc xác định kích thước thực sự của vũ trụ. Không may, bà qua đời vào năm 1921, trước khi những khám phá của Hubble được công bố. Nếu còn sống, có lẽ bà đã trở thành một ứng cử viên sáng giá cho giải Nobel. Ngày nay, sao Cepheid vẫn là một trong những công cụ quan trọng nhất trong vũ trụ học hiện đại. Những vệ tinh như Hubble Space Telescope hay James Webb Space Telescope vẫn đang sử dụng phương pháp của Leavitt để đo khoảng cách đến các thiên hà xa xôi, tiếp tục mở rộng tầm hiểu biết của nhân loại về vũ trụ bao la.
Vào đầu thế kỷ 20, nhiều nhà thiên văn vẫn tin rằng toàn bộ vũ trụ chỉ gói gọn trong ngân hà. Tuy nhiên, quan niệm này đã bị lật đổ nhờ công trình của Edwin Hubble. Ông đã khám phá ra rằng ngân hà chỉ là một trong vô số thiên hà trong vũ trụ rộng lớn. Nhưng nếu ngân hà chỉ là một thiên hà giữa hàng tỷ thiên hà khác, vậy chính chúng ta đang ở đâu trong thiên hà của mình? Câu trả lời đến từ Harlow Shapley, nhà thiên văn học tiên phong trong nghiên cứu về cấu trúc của ngân hà. Ông không quan sát các ngôi sao riêng lẻ mà tập trung vào các cụm sao cầu, những tập hợp hàng trăm nghìn ngôi sao cổ xưa phân bổ quanh thiên hà. Ông nhận thấy rằng các cụm sao này không sắp xếp ngẫu nhiên mà tập trung về một hướng, gần chòm sao Nhân Mã. Điều này chỉ ra rằng tâm của ngân hà nằm ở vị trí đó và hệ mặt trời của chúng ta không ở trung tâm mà cách xa lõi thiên hà hàng chục nghìn năm ánh sáng. Dù tính toán ban đầu của Shapley có sai số lớn, ông ước lượng khoảng cách này là 50.000 năm ánh sáng, trong khi giá trị chính xác ngày nay là khoảng 26.000 năm ánh sáng. Nhưng phát hiện của ông đã làm thay đổi nhận thức của nhân loại. Chúng ta không phải là trung tâm của vũ trụ, cũng không phải trung tâm của ngân hà. Hệ mặt trời của chúng ta nằm khiêm tốn trong một nhánh xoắn ốc nhỏ gọi là nhánh Orion Arm, nằm giữa hai nhánh xoắn ốc lớn hơn là nhánh Sagittarius Arm và nhánh Perseus Arm. Ngày nay, nhờ vào các kính thiên văn hiện đại như Gaia của ESA, chúng ta đã lập được bản đồ chi tiết 3 chiều về ngân hà, xác nhận chính xác vị trí của mình trong thiên hà rộng lớn. Nhưng hành trình khám phá vẫn chưa kết thúc. Khi chúng ta hiểu rõ hơn về cấu trúc của ngân hà, một câu hỏi khác lại xuất hiện. Liệu có ai đó ngoài kia cũng đang nhìn về phía chúng ta? Họ đang ở đâu trong vũ trụ này? Dải ngân hà, vùng không gian mênh mông nơi hệ mặt trời của chúng ta trú ngụ, là một cấu trúc khổng lồ chứa hàng trăm tỷ ngôi sao, những đám mây bụi khí mờ ảo và vô số bí ẩn chưa được giải mã. Trong hàng thế kỷ, con người đã ngước nhìn lên bầu trời, cố gắng xác định vị trí của mình trong vũ trụ và tìm kiếm dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất. Nhưng chỉ đến thời hiện đại, với những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ quan sát vũ trụ, chúng ta mới có thể vẽ nên một bức tranh chi tiết hơn về cả quê hương thiên hà lẫn khả năng tồn tại của những nền văn minh khác. Một trong những công cụ mạnh mẽ giúp mở ra cánh cửa này chính là Gaia, tàu vũ trụ về bản đồ thiên thể của cơ quan vũ trụ châu Âu, ESA. Ra mắt vào năm 2013, Gaia mang theo sứ mệnh vĩ đại, tạo nên bản đồ 3D chính xác nhất về ngân hà từ trước đến nay. Với khả năng quan sát khoảng 1 tỷ ngôi sao, tương đương 1% số sao trong thiên hà, Gaia không chỉ giúp định hình lại cấu trúc của ngân hà, mà còn theo dõi sự chuyển động của các thiên thể, hé lộ cách mà thiên hà của chúng ta tiến hóa theo thời gian. Nhưng liệu Gaia có thể giúp chúng ta tìm thấy sự sống ngoài trái đất không? Hiện nay, các nhà khoa học đang sử dụng nhiều phương pháp để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Một số kính thiên văn như Kepler hay James Webb tập trung vào việc phát hiện các ngoại hành tinh trong vùng có thể sinh sống quanh những ngôi sao xa xôi. Các dự án như Breakthrough Listen sử dụng kính thiên văn vô tuyến để quét bầu trời, lắng nghe bất kỳ tín hiệu nhân tạo nào từ nền văn minh ngoài hành tinh. Vậy tại sao, dù đã có những công nghệ tinh vi như vậy, chúng ta vẫn chưa tìm thấy ai, và họ cũng chưa tìm thấy chúng ta? Một giả thuyết phổ biến là nghịch lý Fermi đặt câu hỏi. Nếu vũ trụ rộng lớn với hàng tỷ ngôi sao, tại sao chúng ta chưa từng phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của một nền văn minh tiên tiến? Có thể là sự sống hiếm hơn, chúng ta nghĩ, hoặc các nền văn minh khác có thể tồn tại, nhưng lại cách chúng ta quá xa để có thể liên lạc. Cũng có thể, những nền văn minh đó sử dụng phương thức liên lạc mà chúng ta chưa thể hiểu hoặc phát hiện. Hoặc tệ hơn, có lẽ họ không muốn bị tìm thấy. Dữ liệu từ Gaia có thể đóng góp vào việc giải quyết nghịch lý này bằng cách giúp chúng ta xác định chính xác hơn các ngoại hành tinh có quỹ đạo ổn định và thuộc khu vực có thể duy trì sự sống. Ngoài ra, Gaia cũng giúp xác định chuyển động của các ngôi sao và hệ hành tinh có thể hé lộ về những sự kiện vũ trụ ảnh hưởng đến sự phát triển của sự sống, như các vụ va chạm giữa thiên hà hay ảnh hưởng của lô đen. Sứ mệnh của Gaia có thể không nổi tiếng như kính viễn vọng Hubble hay James Webb, nhưng nó đã âm thầm tạo nên một cuộc cách mạng trong thiên văn học. Với độ chính xác chưa từng có trong việc đo lường vị trí và chuyển động của các ngôi sao, Gaia đã trở thành một kho dữ liệu vô giá cho các thế hệ nhà khoa học hiện tại và tương lai. Liệu một ngày nào đó, từ dữ liệu của Gaia hoặc những thế hệ tàu vũ trụ kế tiếp, chúng ta có thể phát hiện ra bằng chứng đầu tiên về sự sống ngoài hành tinh? Đó vẫn là một câu hỏi bồ ngổ, nhưng chắc chắn, hành trình tìm kiếm vẫn chưa dừng lại. Vũ trụ luôn ẩn chứa những bất ngờ. Gần đây, các nhà thiên văn học đã ghi nhận một sự kiện kỳ lạ. Một lỗ đen dường như đã thay đổi hướng và hiện đang di chuyển về phía chúng ta. Hiện tượng này có ý nghĩa gì? Liệu nó có ảnh hưởng gì đến hệ mặt trời của chúng ta? Đừng bỏ lỡ tập tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí ẩn này.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Hành trình khám phá vũ trụ luôn ẩn chứa những điều kỳ thú. Và thật tuyệt vời khi chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu về vị trí của chính mình giữa không gian bao la này. Nếu bạn yêu thích nội dung này, đừng quên nhận thích và đăng ký kênh Kitten Explorer để không bỏ lỡ những khám phá mới nhất. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực để mình tiếp tục mang đến những câu chuyện hấp dẫn về vũ trụ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.